Đó đuổi chị ạ. À, máy này chị gần xong này, em đập máy mới nữa đi. Máy gần xong rồi. Đập, máy đập đi chị, đi. đập cố đấy chị. Cố cái gì? Có một máu đập cố sao được, máy mới có 95 mà. À một máu nào em xong rồi á. Ý là chỉ có mỗi một cái nước hoa thôi chị, hư cái gì. Em cứ đập máy của em đi rồi quay về máy này đập. Sợ gì nhỉ? Nó cũng chỉ cam được một máy chứ mấy. Đang đuổi chị này. Đang lắp đồ ấy. Tên đuổi em chưa? Em cứ giải xong cái máy của em đi. Máy của chị ở đâu? Xong rồi. Em có cái bàn nhảy kìa chị thấy không? Mấy chị dạp xếp, Cái hầm ở trước hai tầng ở chỗ cầu ấy. Chứ cái đấy nó sắp đi đâu? Chụp tớ mà. Ờ, cổng nghỉ địa. Dưới map luôn. Giao xa ở giao xa muối luôn, giao xa. Không, giao xa muối đi thẳng ở dưới map. À ừ không phải, giao xa muối cổng cổng đạn, em nhầm rồi. Dưới map. Đang ở gần nhà nhỏ, đi về. Cổng này đỡ bớt mà. Chú về này. Chưa, sai. Ôi trời ơi. Kịp mình rồi, nhanh quá. Mười giây nữa mình có hồi chú nha. Sao được không? Sao đi. Bắt một chú. Đây đem xuống. Đâu soi này. Ui, nó phần đường nữa. Không biết. Nghe cho nó biết. Con cú thôi mà. Cú biết là bình thường. Với chỉ bắt như thế, làm sao mà chạy được. Bãi như chẳng được lắm. Cái này chẳng được. Còn một cái ba len nữa. Sối hết bãi nhà 2 tầng chưa? Tầng không? Chị phải đặt cả cái đĩa ấy. Cái đĩa hoặc là cần cái đĩa được. Để em... Nó lấy không? Được. Sau đó có thôi. 3 giây. Hồi sinh xong 3 giây vẫn có 3 giây bất tử. Trời ơi, tầng. Ủa lật rồi á. Lật rồi mà vẫn bị đánh. Rồi, hồi sinh ở... Nghĩ điểm mấy xong rồi, nghĩ điểm mấy xong rồi. Ok, rồi, hồi sinh luôn. Anh nhìn không có phép con. Rồi, hay là máy xong rồi, nó không ấy. Nó đuổi người khác luôn rồi, bỏ chị rồi. Không. Nó bỏ chị rồi. Không phải là ấy, chị mang cái máy không. Chứ đây nè, có cái máy em. Nà. Ơ, nãy chị lật cái pallet xuống rồi mà vẫn bị đánh, khó hiểu quá. Thế nó không mang, nó không mang tele. Cũng không phải Blink, cũng không phải cắm mắt. Blink thì phải Blink rồi chứ. Là máy hả? Đậu xanh. Giờ sao? Ủa, mày có hầm à? Em xuống hầm à? Em báo rồi. Ra đâu? Đi cứu đi, chị đập máy ra không cần heal đâu. Ôi, chị có
chỉ có sáu tay. Tôi là người có tay. Ai có tay thì xuống, ai có tay thì xuống. Chị đi xuống cứ sớm nữa. Nhảy xuống. Máy nào nữa giờ mừng. Máy nào nữa, máy nào nữa, máy nào nữa. Điểm lên. Cút luôn đi em, cút khỏi cái thế giới này. Khỏi cái hầm đi, cút luôn khỏi cái hầm đi. Tôi đang chạy thẳng. Sao cái gì không? Cút ra cổng. Mày đâu? Cút ra cổng. À thẳng ở cổng. Nhưng mà cổng máy cuối ở đâu? Ôi. Mày tám mốt à? Mày tám mốt của chị. Một cái chị ăn được. Máy cuối à? Ôi đó bộ đau kì á. Nó dí chị luôn. Vậy là để nó để mà xuống hầm cam tiếp vậy. Bóc xe rồi. Thế chị đi đập máy em đi cứu đi. Chị đi đập máy đấy cho ừ. Ờ máy cổng giả. Máy cổng giả ok. Ủa thằng xe không chạy không cút khuất mắt được à? Nhưng mà chắc chạy được mà. Ê nhưng mà nó chưa lộ phép đúng không? Chưa. Kệ nó. Em lần cuối thôi mà chị. Tele qua chỉ lần 2 càng ngon. Thôi lần hồng mày lên sao lên đây đi bộ lên. Đi bộ lên đây. Đi bộ lên thì nó lại. À có nước hoa mà, có nước hoa mà. Đi bộ lên đi, không đi. Không đẹp. Thôi Hầm ở cổng cũ luôn. Bây giờ nó với ai? Bập phun. Lấy lên bớt. Còn 12 giờ. Tiếc quá. Nó tê lê rồi. Á, tàu đâm rồi. Bây giờ nó với ai? Một cổng. Vẫn còn lần nữa, Chị vẫn còn ngồi một lần nữa. Em đẩy hòm nó mang về cổng cũ, mang về cổng cũ. Ui cái tàu khốn nạn thế nhở. Vậy đi em hồi cho chạy luôn nha. Thằng em ba mở đứng cổng, ủa dùng luôn. Trời trời tôi là gì không, nhưng mà em giác kìa cổng kịp đâu. Ủa sao ngồi được, sao lại ngồi được hai lần liền vậy? Thì ủa được mà, mới thì cũng được. Chị biết hầm nằm đâu không? Chị biết hầm. Hầm ở cổng cũ. Thôi ra đi cho bả ra. Từ từ. Cái hầm đi chị. Rồi ra. Ra đi rồi. Rồi chứ. Trời ơi. Hai lần ngồi hòm. Vẫn là bất lực quá hắn tâm. Còn phải ra. Đi ra cổng trước. Tìm đập bãi rác này. Bãi rác là ở đâu? Gì? Bao cát hả? Bông ngon không? Bãi mới ấy. Lâu ngày không chơi lại game chóng mặt ghê á. Ủa ping 100 em ơi. Giờ này đứt cáp à? Hay gì vậy? Chị... Ping em bao nhiêu? 180. Trời ơi, cái gì 100 này. Gì đấy? Bon bon hả con? Ở đâu? À, tí em à. Top S tập kỹ chưa nhỏ? Gì em cần 60 giây rồi mà. Mang bờ linh hay cái gì? Chắc là bờ linh. Đấy. Linh hụt nữa. Ghê. Nhỏ nó chưa bật lên không biết được.
lên trên ok. Ai đi cứu em vậy? Lag quá, lag quá. Ping hơn 100 rồi. Không hầm à? Không không. Xin làm thế nào được. Rồi ai cứu? Một người thôi. Thì không cứu được đâu. Phải chạy đến khác chứ. À! Trời ơi, thằng kia đứng nhìn trước mặt Hunter luôn kìa. Thế nó xác chỉ rồi. Giải máy đi, giải máy đi, giải máy đi. Khó quá à, là bảo không cứ được bon rồi mà. Lại còn lag nữa chứ, ping cao vãi chưởng ý. Ôi trời ơi. Không lượm được cái đồng hồ đấy. Không chịu được, không chịu được cốt rồi. Điều cái gì không biết. Nhất quyết không chịu được cốt rồi. Giờ cứ làm sao cho chị chạy ra khỏi cái chỗ này với nào. Khó quá, ghế này khó lắm luôn ý. Có chanh không? À thằng cái chanh em phải có chanh rồi chứ. Cho một quả chanh nữa. Ơ nó có cứu à? Rồi. Chưa ở nhau cứu. Thôi nó chạy chạy nhanh 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 nhanh. Đây cho chị quả bóng hay cái gì đấy tương tự đi em. Cầm một quả. Quả em xuống. Trời ơi, biết nó blink luôn á. Chị biết nó blink luôn á nhưng mà sao nó đánh đứa khác à? Nhưng mà thằng kia không bị cốt kìa em. Chịu. Bị cốt đâu. Được gì em? Đi em rồi. Không, bỏ. Má chung, chuẩn bị cốt. Mẹ ghê. Đấy, chị thoát rồi, bây giờ đứa nào lên, em lên cái lên cái lần 2, hai đứa kia lên cái lần đầu chết thảy cũng được. À nhưng mà phải hưu máu để đi cứu. Nó mất blink rồi. Quá trời. Tự nhiên dạo này ping lại cao. Mạng thì mạng xài một mình. Nó bỏ nha, bỏ em nhé. Cẩn thận chị ăn nó ra chỗ chị sao. Đúng rồi, ra chị rồi. Mày kia cứ ham heal cái gì chứ, nó mày bị điên à? Focus đi chứ heal làm cái gì. Focus này nó cứ bám đi em này. Người sắp chết thì ngơi thì. Máy đấy với máy nào nữa nhở? Nó treo về đây thì khó đè máy được không ta? Nó cứ nhất quyết là phải kiểu hiu ấy. Dạ ơi, mấy danh này. Ôi, nó sách về đây rồi. Cốt là thắng con mẹ game, đéo chịu đâu. Thế nào có trò gì vậy? Rồi, cứu đi. Ơ kìa. Cái cốt là xong rồi, hưu làm cái chi? Lúc đấy thì không cần phải đè hưu đi cốt là kịp. Rồi, chưa nhau ký. Rồi nó cam mất cái máy đấy rồi. Rồi treo cho nó lên ghế, cho nó ngồi ghế một lần. Cứ một lần là kịp máy này. Thằng kia cho không là vấn đề, nhưng em chỉ có 3 đâu. À đúng rồi, em không còn. Em không có 3 nhưng mà nó không cứu em. À em không đừng cứu, để Penta cứu. Nó dí luôn à? Dí luôn thì Penta à hiu nhau đi đúng rồi. Cho nó ngồi một lần. Nó không nhìn thấy đâu, nó đang không nhìn, nó đang đứng ở ghế mà. Hiu hay làm gì thì làm đi, em không có 3 thì em phải hiu chứ. Em không có 3 thì em phải hiu một tí nữa mấy. Cho nó ngồi một lần thôi là kịp máy à, có tăng tốc giải mã nhanh lắm. Cái gì đây? Một
cái đồ à một cái bàn nhảy hay cái gì hưng đầy đi vào cứu một lần. Thằng kia không bắt được hướng hai đứa hưng nhau thì thua rồi đấy. Hưng ngay sau ghế mà. Thật hưng ngay sau ghế không biết thì thua rồi. Đó rồi hai đứa vào cứu đi. Máy xong, máy chưa xong. Thôi nó cứu, nó có ba nó cứu. Rồi máy xong rồi, máy xong rồi. Cứu đi. Ui, chị bay luôn à. Chị bay luôn chứ ai mà biết được. Em mất ba phép, mất phép. Còn đây chị sợ nó bom đến chết. Thế thì phải hỏi chứ, nó đang ngay bên cạnh em. Đổi phép rồi làm gì nữa trời. Nó mất phép rồi. Mất phép rồi. Sao cổng này là kịp mà, đấy hai bạn kia ra đây rồi kịp rồi, làm gì nữa. Mất phép dùng phép cuối game thì làm gì còn tên le nữa, bạn kia đâu rồi? Bạn kia đang ở hầm, nó ra đây luôn. Nó ra hầm rồi. Thằng này nó còn một cái tranh, thằng bên tôi còn một cái tranh. Thằng này muốn nhảy này. Hầm có hầm, ra đi có hầm. À không có mắt đỏ. Có mắt đỏ không có à, gì có mà. À có em phát chết mà. À đúng rồi, vừa linh chết em mà. Ôi lá quá à, vinh hơn.